Chào anh chị nha. Nếu như anh chị đang có hơn 800 triệu mà đang phân vân chưa biết sự chọn chiếc xe nào để sử dụng cho gia đình, thì em Trường sẽ mang đến một chiếc xe với khung giá hơn 800 triệu để quý anh chị tham khảo với mức tài chính hơn 800 triệu anh chị nhá. Giới thiệu đến anh chị, đây là một chiếc xe Ford Everest với năm sản xuất 2019 và bản Titanium một cầu, với ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu đen. Xe lăn bánh được hơn 5 vạn km một chút, mang biển số gốc thành phố, thì đang được bên em rút hồ sơ về đến cửa hàng anh chị nha, với sơn zin còn đến khoảng 80% anh chị nha. Sau 4 năm sử dụng thì cũng xước sát và cũng đã spa và sơn xi rồi anh chị nha. Nhưng cam kết với quý anh chị là không bị đâm đâu ạ, chỉ là xước sát nhẹ thì bên em spa thôi anh chị nhá. Cam kết với anh chị là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc kêu chị, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất và còn được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Mời anh chị đi một vòng ngoại thất và nội thất để chúng ta chiêm ngưỡng chiếc xe trên màn ảnh và đưa cho mình những quyết định. Sau khi xem qua video thì mời quý anh chị hãy qua cửa hàng để lái thử thực tế chiếc xe này anh chị nha. Mọi chi tiết đấy ạ, từ phần đầu xe cho đến mặt ga lăng hay cụm pha đèn hay mọi chi tiết thì còn là nguyên theo nhà sản xuất, chưa phải thay thế một chút nào anh chị nhá. Chỉ sơn xi spa qua thì không thể tránh được anh chị nhá. Với một dàn lốp mới rất là dày dặn và la răng thì chưa bị xước sạc. Chủ xe đi khá là giữ chiếc xe anh chị nhá. Đó, cho đến từ cánh cửa trước, cánh cửa sau hay mọi góc cạnh ở bên ngoài của nội thất thì anh chị hãy quan sát để đánh giá chiếc xe này. Từ bọc lên xuống này ạ, còn rất là mới anh chị nha, chưa bị ma quật gì đâu ạ. Keo chỉ cánh cửa là còn nguyên zin. Đó, cho đến táp ly của cửa hay là bộ ghế da, táp ly, táp lô, đó, thật sự là rất mới anh chị nha. Hơn 5 vạn km là một cây số rất là vừa vặn với năm sản xuất 2019 anh chị nha. Rất là hợp lý cho cung đường sử dụng. Đó, bốn cánh cửa keo chỉ nguyên zin, ốc chưa phải tháo ra một con ốc nào anh chị nhá. Cho đến từ hàng ghế thứ hai cũng gần như là cũng ít người ngồi, vì vậy nên là ghế da còn rất là căng anh chị nhá. Cho đến những chi tiết từ kính, tất cả các kính còn là nguyên zin anh chị nhá. Cụm pha đèn sâu đây ạ, quá mới và quá đẹp anh chị nhá. Đó, cho đến từ phần là cốp sâu thì được trang bị là cốp điện rồi. Bản Titanium thì được trang bị là cốp điện rồi anh chị nhé. Chi tiết từng keo chỉ hay là phần nhựa đen này còn rất mới anh chị nhé. Hàng ghế thứ ba thì gần như là cũng chưa có người ngồi. Đó, ốc cabo sâu thì cũng chưa mở ra một lần nào anh chị nhé, còn nguyên zin. Đó, về phía bên lái đây ạ, từ những đường gân còn là nguyên, chưa phải làm lại nên là còn rất là zin, gin gắn anh chị nhá. Đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì cũng rất là ấn tượng anh chị nhá, cũng chỉ hơn 5 lít dầu trên 100 km thôi ạ, cho đường cao tốc anh chị nhá. Đó, cho đến từ ghế lái hay là vô lăng này ạ, rất rất mới anh chị nhá. Chiếc xe thì vừa về tới cửa hàng nên bên em cũng chưa spa mà cũng chưa đánh bóng. Vì vậy em Trường sẽ cho đi spa và đánh bóng để khi quý vị và các anh chị đến xem thì chiếc xe sẽ được hoàn thiện 100% về hình thức cũng như là về nội thất anh chị nha. Mọi chi tiết thắc mắc thì anh chị hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Trường để em Trường hỗ trợ tư vấn và giải đáp cho anh chị nha. Với Everest thì bên Auto 62 hiện tại bây giờ đang là một trong những đơn vị kinh doanh quá nhiều Everest, có thể nói là một ông trùm Everest ở tại Hà Nội anh chị nha. Với 9 chiếc xe Everest đang được bày bán và còn rất là nhiều những chiếc Everest đang trên đường về, và Ford Explorer thì bên em cũng rất là nhiều anh chị nhé.